Xin được kính chào quý vị gia chủ đang theo dõi Phong thủy Gia Cát. Lời nói đầu tiên thay mặt cho những quý gia chủ, kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta sẽ gặp được nhiều may mắn, thành công và có tài lộc dồi dào. Ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát sẽ luận đoán tử vi trọn đời. Quý vị gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nam mạng, thừa nhỏ có thể xem là khoảng thời gian khó khăn nhất đối với người mạng này vì thiếu thốn và sầu não nhiều điều. Tuy nhiên trung vận thì lại vô cùng tươi sáng, dễ dàng mở rộng, còn hậu vận muốn an nhàn hưởng thọ thì cần phải giữ được sức khỏe của mình và tu tâm tích đức nhiều hơn. Đặc biệt lưu ý trong năm nay thì nam mạng Tân Mão sinh năm 1951 vướng phải hạn huỳnh tuyền, có nghĩa là suối vàng, vậy nên cần phải hết sức cẩn trọng, kẻo nguy hiểm đến tính mạng của mình. Trong video ngày hôm nay thì Phong thủy Gia Cát không chỉ luận đoán về tử vi trọn đời của quý vị gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nam mạng mà còn cho biết những vận hạn của mệnh chủ có thể gặp phải trong năm nay. Mời quý vị gia chủ chúng ta hãy cùng đón xem để có sự phòng bị cho bản thân của mình quý vị nhé. Gia chủ nam mạng Tân Mão sinh năm 1951 có cung mệnh thuộc cung Tốn, Trực Thành, mạng Tùng Bách Mộc, cây Tùng, cây Bách, khắc Lộ Bàng Thổ, con nhà Thanh Đế trường mạng, xương con mèo, tướng tinh con giái, Phật Bà Quan Âm độ mạng. Có thể gói gọn tổng quan cuộc đời quý gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nam mạng qua bài thơ sau. Số gian nan lắm dãi dầu, bởi sinh lỗi số khẩn cầu ơn trên. Hạ thu lo lắng khôn lường, hưu tù xung khắc ví trưng lỗi mùa. Lỗi sinh mà đặng làm vua, bị giặc vây khốn chịu thua hàng đầu. Nhưng nhờ số tuổi hiền lành, nhờ trời Phật độ, ngày nay mới còn. Nhân nghĩa phước đức giữ tròn, tham tài ở ác chẳng còn chẳng sai. Vô duyên với kẻ thân nhân, anh em như thể người xưa láng giềng. Số này tiền vận khác xa, đến khi vận cuối, nghiệp nhà mới nên. Tổng quan, cuộc sống nam mạng Tân Mão lúc nhỏ có nhiều buồn phiền thiếu thốn, nhưng từ 27 tuổi trở đi, tương lai rộng mở, cuộc sống ấm no đủ đầy, tình duyên có nhiều phiền muộn. Tân Mão nam mạng hưởng thọ trung bình từ 73 đến 79 tuổi. Nếu sống tốt, đời đẹp đạo, làm nhiều việc thiện thì niên kỷ sẽ được gia tăng. Tình duyên của người tuổi Tân Mão gặp nhiều trắc trở vào tiền vận và trung vận. Từ 30 trở đi, mọi chuyện sẽ được cải thiện. Những người sinh vào tháng 5 và 7, 11 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào tháng 1, 3, 4, 6, 8 và 12 âm lịch thì tình duyên sẽ phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Còn những người sinh vào tháng 2, 9 và 10 âm lịch sẽ không có sự thay đổi nào về tình duyên. Gia đạo công danh. Gia đạo của những người tuổi Tân Mão thường có nhiều phiền muộn, nhưng bù lại, đường công danh sẽ rất sáng lạn. Bạn có nhiều cơ hội để phát triển nên những thành quả bạn thu về không có gì là ngạc nhiên. Đường công danh sẽ lên cao từ tuổi 25 trở đi. Sự nghiệp sẽ phát triển mạnh mẽ khi bước vào tuổi 31. Những thành công và thất bại sẽ là những bài học giúp chúng ta đi đúng hướng cho cuộc đời của mình. Công danh sự nghiệp tiền tài sẽ vững bền khi bạn bước sang tuổi 39, vì lúc này bạn đã vững vàng để nắm mọi thứ cho mình. Tuổi hợp làm ăn. Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Đinh Dậu là những tuổi rất hợp với Tân Mão nam mạng về đường tài lộc. Khi hợp tác với những tuổi này thì công việc của bạn sẽ gặp thuận lợi, tránh được thua lỗ, thất bại. Bên cạnh đó, bản mệnh cũng hoàn toàn có thể tự thu hút nhân lành, duyên hợp đến với mình trong cuộc sống bằng cách sử dụng vòng tay tam hợp Hợi Mão Mùi. Vòng được thiết kế dựa trên bộ tam hợp địa chi Hợi Mão Mùi tam hợp mộc cục, dựa vào sự quý hiếm và tác dụng phong thủy tốt của gỗ huyết long. Kết hợp khéo léo với 3 viên đá mã não mang lại sự sang trọng quý phái cho người sử dụng. Hơn nữa, trên 3 viên đá mã não này còn khắc 3 hình linh vật Hợi Mão Mùi giúp quy tụ năng lượng tam hợp, chiêu quý nhân tương trợ cho người đeo. Đặc biệt, vòng được khai quang chỉ lực để tăng thêm linh khí, sự may mắn bình an và trở thành một vòng trong phong thủy hộ thân của riêng bạn. Quý gia chủ hữu duyên, hãy thỉnh để cảm nhận sự ứng nghiệm cho bản thân của mình, lựa chọn vợ chồng. Sau đây là những tuổi hợp với Tân Mão nam mạng cả về tình duyên lẫn công danh. Tân Mão, Quý Tỵ, Giáp Ngọ, Đinh Dậu, Kỷ Hợi, Đinh Hợi. Khi bạn kết duyên với những tuổi này, bạn sẽ có cuộc sống đầy đủ, công danh sự nghiệp bền vững, gia đình ấm no, hạnh phúc. Hai tuổi Bính Thân và Canh Dần chỉ hợp với Tân Mão, nam mạng về đường công danh sự nghiệp, còn tài lộc lại không hợp, nên khi kết hôn thì cuộc sống của các bạn chỉ ở mức trung bình, chứ không dư dật cả về của cải và tiền bạc. Mậu Tuất, Giáp Thìn, Ất Dậu
là những tuổi chỉ hợp với Tân Mão Nam Mạng về tình duyên mà không hợp về tài lộc công danh. Hai bạn sẽ phải cố gắng và nỗ lực hơn để có được một tương lai tốt đẹp. Bạn không nên kết duyên vào các năm 18, 22, 24, 30 và 42 tuổi. Các năm này sẽ khiến cho cuộc hôn nhân của bạn gặp nhiều chuyện không hay. Tuổi Đại Kỵ, bạn không nên kết duyên hay hợp tác làm ăn với các tuổi sau: Ất Mùi, Canh Tý, Tân Sửu, Đinh Mùi, Kỷ Sửu, Mậu Tý và Quý Mùi. Các tuổi này là tuổi Đại Kỵ đối với tuổi Tân Mão của bạn. Nếu kết duyên hay hợp tác làm ăn với những tuổi này, sẽ gặp thua lỗ, thất bại hay giang dở trong hôn nhân. Năm khó khăn nhất, cuộc đời luôn có những khó khăn thử thách dành cho mỗi người. Tuy nhiên vào năm 18, 22, 24, 30, 34, 36 và 42 tuổi, thì tuổi Tân Mão Nam Mạng sẽ gặp nhiều khó khăn trở ngại nhất trong cuộc đời. Xét trong năm nay Nhâm Dần 2022, Nam Mạng Tân Mão sinh năm 1951 gặp hạn Hoang Ốc, Huỳnh Tiền. Đây là các hạn lớn cần phải chú ý. Với Hoang Ốc, trạch chủ phạm tuổi Tam Địa Sát. Tam Địa Sát là một cung xấu trong 6 cung của Hoang Ốc. Nếu như gặp phải Tam Địa Sát thì không nên xây nhà, vì xây nhà trong năm này sẽ khiến gia chủ mắc nhiều bệnh vặt, khó khỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe. Còn khi nói tới hạn Huỳnh Tuyền, người xưa có câu: Huỳnh Tuyền, bệnh nặng nguy vong, tam kheo đau mắt, đề phòng tay chân. Vậy là có thể thấy rằng gặp nạn Huỳnh Tuyền là hoàn toàn xấu, thậm chí nguy hiểm tính mạng, cần hết sức cẩn trọng. Để hóa giải hạn, giảm thiểu tai ách rủi ro, vận xấu đeo bám, Nam Mạng gia chủ Tân Mão có thể sử dụng Bát Bảo Tâm Kinh, vật phẩm được coi là pháp khí hàng đầu của nhà Phật. Bát Bảo Tâm Kinh được chế tác từ bạc S3-9 là chất liệu sử dụng nhiều trong phong thủy để trị tà, cùng với đó là những ý nghĩa khác nhau trong lối thiết kế được các bậc thầy phong thủy lồng ghép vào. Mặt ngoài cùng là 8 pháp bảo của Đức Phật, là vật phẩm cúng dường khi Ngài giáng thế. Bát Bảo là biểu tượng của may mắn, bình an và tài lộc. Bên trong là bộ ngũ bộ thần chú được khắc trên cánh hoa, biểu tượng của sự thanh tịnh, tịnh hóa nghiệp lực, mang lại phước khí cho gia chủ. Mặt sau có các chú Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh. Theo truyền thuyết, khi Đường Tăng đi Tây Thiên thỉnh kinh, được Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát trao tặng. Có Bát Nhã Tâm Kinh bên cạnh, mọi việc được hanh thông, giúp Đường Tăng bình an vượt qua mọi thử thách để đến được Tây Thiên thỉnh kinh. Bên trên và vòng trong cùng chính là biểu tượng hoa sen, nơi tọa thiền của các chư Phật nhằm thể hiện sự thanh cao, tập trung trong công việc. Đặc biệt, để phát huy công năng tối đa tốt nhất, Bát Nhã Tâm Kinh trước khi đến tay gia chủ đều được bao sái, tẩy uế, khai quang, nạp chú, trị lực, xem ngày giờ đẹp sử dụng cho từng tuổi riêng biệt. Các công việc này đều được tiến hành bởi các bậc thầy phong thủy nổi tiếng và kiểm nghiệm cẩn thận. Vậy nên có thể nói, đây là vật phẩm cá nhân giúp hộ thân trợ mệnh, mang lại sự bình an, may mắn, cực kỳ hiệu nghiệm cho thân chủ. Ngày giờ xuất hành, tuổi Tân Mão Nam Mạng xuất hành vào giờ chẵn, ngày chẵn, tháng chẵn sẽ gặp được nhiều may mắn và thu được nhiều kết quả bất ngờ. Hãy nhớ khi cần đi xa hay làm những công việc quan trọng. Diễn biến từng năm, từ năm 18 tuổi đến năm 20 tuổi, đây là khoảng thời gian bạn gặp nhiều may mắn trong cả công danh, tình duyên lẫn tài lộc, chỉ cần đề phòng mọi việc hơn vào các tháng 7-8, năm bạn 18 tuổi mà thôi. Mọi việc đều suôn sẻ và thành công ngoài mong đợi. Từ 21 đến năm 24 tuổi, 21 tuổi gia đạo có chút phiền muộn nhưng công danh lại vô cùng tươi sáng. 22 tuổi tình duyên trắc trở, gia đạo công danh ở mức ổn định. Đến năm 23 và 24 tuổi, tài lộc dồi dào nhưng tình duyên và công danh lại gặp nhiều trở ngại. Từ năm 25 tuổi đến năm 28 tuổi, cuối năm 25 tuổi, nhiều chuyện không hay xảy đến khiến bạn phiền não. Năm 26 và 27 tuổi, bạn đạt được nhiều thành tựu to lớn trong công danh sự nghiệp nhưng mọi thứ cũng nhanh chóng lụi tàn. Năm 28 tuổi, con đường công danh tươi sáng nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn làm hao tốn tiền của, cần chú ý hơn trong việc giữ gìn tiền của để tránh tai họa ập đến. Từ năm 29 tuổi đến năm 32 tuổi, 29 tuổi, sự yên ổn và vui vẻ sẽ rời xa bạn. Năm 30 tuổi, công danh tài lộc phát triển bất ngờ, tình duyên gặp trắc trở, gia đạo bất hòa. Năm 31 tuổi, bạn sẽ phải lo lắng nhiều vấn đề con cái, vào mùa thu và mùa đông, cần chú ý trong mọi việc để tránh những tổn thất mất mát. Năm 32 tuổi, mọi thứ bắt đầu đi lên tạo tiền đề vào những năm tới cho sự phát triển của bạn. Từ năm 33 đến năm 37 tuổi, 33 tuổi tài lộc lên cao, gia đình gặp nhiều chuyện rắc rối, cần phải khéo léo thu xếp mọi việc để tránh ảnh hưởng đến bản thân. 34 đến 35 tuổi, công danh tài lộc ngày càng đi lên, cần chú ý hơn đến con cái. 36 đến 37 tuổi, mọi thứ viên mãn trừ gia đạo có chút phiền muộn. Từ năm 38 tuổi đến năm 42 tuổi, 38 và 39 tuổi hay đau ốm, cẩn thận đề phòng tai vạ bất ngờ.
40 đến 42 tuổi, mọi thứ ổn định, có sự thay đổi quan trọng trong cuộc sống và công danh của bạn. Nói chung đây là khoảng thời gian gặp nhiều may mắn của bạn, cuộc sống ở giai đoạn này khá đầy đủ và sung túc. Từ năm 43 tuổi đến năm 47 tuổi, đây là khoảng thời gian công danh sự nghiệp của bạn nở rộ. Năm 44 và 45 tuổi, tình duyên gặp nhiều may mắn. Đến năm 46 và 47 tuổi, an nhàn hưởng thụ những thành quả đã tích góp được trong nửa cuộc đời. Từ năm 48 đến năm 55 tuổi, khoảng thời gian này sức khỏe của bạn không được tốt, làm ảnh hưởng đến mọi chuyện như hao tổn tiền của, công danh sự nghiệp đi xuống, gia đạo bất an. Bạn cần phải bình tĩnh nhận định mọi việc để tìm ra phương hướng giải quyết hợp lý, nếu không sự việc sẽ ngày càng xấu đi. Đặc biệt, bạn cần chú ý hơn đến vấn đề gia đạo, con cái và tình duyên trong khoảng thời gian này. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, năm 56 và 57 tuổi, bạn khó tránh được việc mất của hoặc gia đạo chia lìa hay là con cái gặp phải tai vạ. Từ năm 58 đến năm 60 tuổi, mọi thứ trở về bình thường, nhưng bạn vẫn cần phải thận trọng trong mọi việc. Tử vi là một trong những cách gần như giúp mọi người có thể tin đoán cũng như là dự liệu trước tương lai, sự nghiệp của mình và có thể có những suy đoán dựa trên tử vi không chính xác tuyệt đối với tất cả mọi người, nhưng mà tính tương đồng của chúng là rất lớn. Vì vậy, mong rằng là quý vị gia chủ đón xem một cách hoan hỷ và có sự chuẩn bị cho bản thân trong tương lai. Chúc quý vị có thật nhiều sức khỏe, may mắn, tài lộc và bình an.